Kai này, chào mừng đến với Arsenal. Anh cảm thấy ra sao khi gia nhập đội? Đối với cá nhân tôi thì cảm thấy đầy hứng thú. Tôi rất vui khi được gia nhập một câu lạc bộ tuyệt vời như thế này. Tôi thấy câu lạc bộ có một lịch sử lâu đời. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ còn đạt được nhiều điều hơn nữa. Và giờ thì tôi háo hức để được gặp tất cả các cầu thủ, các huấn luyện viên. Chắc là sẽ thú vị lắm. Anh là một cầu thủ đầy kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng, đối đầu với đội nhiều lần trước rồi. Anh thấy năng lực ở đội ra sao? Theo tôi, sau những gì đã có được ở vài trận đấu đó, một điều rõ để thấy đó là khi đội ra sân, họ có tinh thần của một gia đình. Và tôi đoán khi cả ngoài sân cỏ họ cũng vậy. Tinh thần chiến đấu của đội là rất cao, ai cũng cảm nhận được. Nên nó là một trong những lý do tại sao đối đầu Arsenal là rất khó khăn. Và rõ thì có rất nhiều tài năng ở đây, có tiềm năng để đạt được những điều to lớn hơn. Anh sẽ lại mặc áo số 29. Liệu có câu chuyện gì đằng sau không? Tôi đã chọn nó khi tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Đức và kể từ đó, nó luôn mang lại sự may mắn cho tôi. Lúc đã chuyên nghiệp tôi chọn nó vì có những kỷ niệm với anh trai tôi. Chúng tôi luôn chọn nó khi chơi một số trò chơi điện tử cùng nhau, nên vâng, tôi chọn khoác áo 29. Tôi nghĩ nó là một con số hoàn hảo, và tôi yêu thích mặc nó một lần nữa trên màu áo đỏ. Chúng ta sẽ đá Champions League mùa tới, giải đấu mà anh đã vô địch rồi. Không biết một đội hình trẻ trung như Arsenal nên trông đợi điều gì trước các đối thủ hàng đầu vậy? Tôi nghĩ Champions League là một giải đấu đặc biệt và tôi nghĩ mọi cầu thủ bóng đá đều thích chơi ở đó. Tôi đã may mắn giành được chiếc cúp và đối với tôi, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Vì vậy, được chơi ở đó một lần nữa vào mùa giải tới với Arsenal là điều rất hào hứng cho tôi. Hy vọng rằng tôi có thể mang lại sự đóng góp tốt cho đội bóng, hy vọng giành được chiếc cúp một lần nữa, bởi vì tôi nghĩ đó là chiếc cúp đặc biệt nhất để chúng ta vô địch. Bring some good attributes into the team, hopefully to win the trophy again, because I think it's the most special trophy to win. Câu cuối nhé, anh có thông điệp gì tới người hâm mộ không? Tôi nghĩ đơn giản là mình rất hào hứng để là một phần của gia đình Arsenal. Theo tôi, điều tuyệt vời nhất cho bóng đá đó là giành được những danh hiệu, nên tất nhiên đó là mục tiêu của mọi cầu thủ. Còn thì tôi nghĩ việc giành được những danh hiệu cùng câu lạc bộ hay như Arsenal sẽ là một điều tuyệt vời hơn nữa. Tôi sẽ làm hết mình để được như vậy.